Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Mazda 3 có năm sản xuất 2016, phiên bản số tự động máy 1.5 máy xăng. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Chiếc Mazda 3 phiên bản số tự động máy 1.5, trang bị 4 bánh ăn đúc phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Mazda 3 thương hiệu Nhật Bản, sơn xi màu đen tuyền, rất là sáng bóng chặt chẽ. Hai cụm đèn phanh rất là ok các bác nhá, sáng bóng đều nhau. Một chiếc Mazda 3 sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Lốp dép rất là đẹp, 4 bánh ăn đúc phanh ABS 4 bánh. Một chiếc Mazda 3 bản sedan 2 đầu. Phanh ABS, túi khí đầy đủ, 4 túi khí các bác nhé. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào. Hai cụm đèn pha, hai cụm đèn gầm của nó này, rất là sáng bóng đều nhau các bạn nhé. Đó các bạn xem, rất đẹp cho một chiếc Mazda 3. Chìa khóa thông minh, khóa khiển đầy đủ. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ chắc lịch, không hề có dấu hiệu mục mọt. Rất đẹp các bác nhé. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2016. Đây là phần dàn lốp của xe này, 4 lốp rất là đều nhau, cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Nội thất, ghế da nguyên bản trong nhà máy sản xuất này. Rất đẹp các bác nhá. Chân của nó, chân để nguyên bản theo xe. Cửa sổ trời, đây là phần hốc bản lề này. Xe thật đẹp các bác nhá. Cam kết quý bạn là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình. Đây những cái đinh bấm giao giật của xe các bác nhé, nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng sau bên phụ. Tất cả khung cánh cửa rất đẹp luôn, phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhé. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2016, số tự động máy 1.6 máy xăng, 1.5 máy xăng. Vâng, đây là phần nội thất đằng trước này. Ghế da là nguyên bản theo nhà máy sản xuất rồi các bác nhé. Máy số zin, màn hình cam lùi đầy đủ,
tích hợp trên mô lăng. Phần bạc kê xuống đã được ốp inox mạ chrome, nhãn hiệu Mazda các bác này. Tem mác theo nhà máy sản xuất này. Zin từng con ốc các bác nhá. Zin từng con ốc. Đây là những cái đinh bấm giang giật. Đó các bác xem. Zin nguyên bản. Phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Âm thanh táp lô táp ly nguyên bản quá nhá. Tất cả những cái khung cánh cửa này không hề có dấu hiệu mục mọt. Kính đã được dán lớp pin 3M. Lót sàn đầy đủ, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin, máy số zin, đăng kiểm của nó có đến tháng 10 năm 2021. Lóc xe này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá, xe thật đẹp, dàn lốp của nó rất là ok. Cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt chi. Một chiếc Mazda, Mazda 3 mang thương hiệu Nhật Bản, số tự động, máy 1.5, máy xăng. Dòng này thì đi cực lành các bác nhá. Bản sedan hai đầu, sơn xi màu đen tuyền. Trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng, nằm ngay sát đằng sau trường cao đẳng du lịch Hải Phòng các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em để được để trải nghiệm lái thử những mẫu xe đang có tại cửa hàng. Đúng màu, đúng mệnh, đúng chân mẫu xe nào. Làm một chú về để đi tránh mưa tránh nắng các bác nhé. Cột kèo, khung cánh cửa zin đét đẹp luôn. Còn đây là phần keo chỉ của cánh đằng sau bên lái. Keo chỉ zin, máy số zin. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm zin, đầu đít zin. Nội thất ghế da nguyên bản. Cửa đóng phập phập các bác nhé. Đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính của xe. Âm thanh vũ trường. Bật lên xuống này đã được ốp inox mạ chrome, hốc bản lề. Tất cả khung cánh cửa nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Đây là phần tem mác theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Ốc gác này vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn, chưa hề động đến ca lê mỏ lết. Cột kèo, cột kèo đinh bấm zin. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này.
Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Tích hợp trên bô lăng các bác nhé. Túi khí an toàn cho người lái. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này, để lổ cho nó tốt các bác nhé. Vâng, máy lổ các bác này. Máy lổ rất êm. Mặt đồng hồ này. Đấy. Hoạt động rất là trơn tru. Âm thanh vũ trường. Máy số zin. Quả số này. Phanh tay. Bản này bản 4 túi khí các anh nhá. 1 này. 2. 3. Đây nữa này, 4 túi khí các anh nhá. Chân nỉ đẹp như mới luôn. Cửa sổ trời. Hoạt động rất là trơn tru. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2016. Số tự động, máy 1.5, máy xăng. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 505 triệu đồng. 505 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Gương trang điểm. Gương chiếu hậu. Gương cục xe. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Chỉnh điện rất là ok các bác nhé. Rất là trơn tru. Phần kính lên xuống này. Đó, rất ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Một chiếc Mazda 3 có năm sản xuất 2016. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Mazda 3 các bác nhé. Máy móc này rất là khô ráo sạch sẽ, lổ rất là êm. Cam kết quý bạn là máy số zin. Máy số zin các bác nhé. Zin từng con ốc. Đây là cụm ABS các bác nhé. Đấy, túi khí ABS đầy đủ, chống trơn chống trượt, cân bằng điện tử. Một mẫu xe Mazda 3 sản xuất 2016. Số tự động. Máy 1.5, máy xăng, mang thương hiệu của Nhật Bản. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 505 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ là alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, Nam Dương, Hải Phòng. Cửa hàng của em đặt tại 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, đằng sau trường cao đẳng du lịch Hải Phòng.
máy số zin các bác nhá, nổ rất là êm. Máy nổ cực êm luôn. Máy vẫn đang nổ các bác nhé. Đấy, tổng thanh, tổng quan khoang máy này. Nổ các bác xem. Cổ đét này đẹp luôn. Zin từng con ốc các bác nhé. Đó, zin từng con ốc. Đây là phần lắp cabo này. Đấy, tổng thanh, tổng quan của lắp cabo. Lỗ của nó tròn zin đét các bác nhá. Ốc ác chưa hề động đến ca lê một lết luôn. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2016. Bản full. Con này mang biển số Hải Phòng các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thành một mẫu xe Mazda 3 có năm sản xuất 2016, phiên bản số tự động, máy 1.5, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 505 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.